Những ngày cuối năm, mọi người đang háo hức cùng nhau mua sắm Tết. Đây cũng là thời điểm tiêu tốn nhiều tiền nhất của các gia đình, bởi vì có quá nhiều thứ phải sắm sửa. Vậy, làm thế nào để cân đối tài chính một cách hợp lý, tiết kiệm, nhưng vẫn có thể đón một cái Tết thật đông đầy và ấm áp? Hãy cùng xem tiếp video nhé! 1. Tận dụng đồ cũ. Thay vì tốn một khoản tiền không hề nhỏ để mua đồ mới, có những đồ vật bạn có thể tái sử dụng để tiết kiệm như những đồ trang trí cây đào, cây mai, câu đối. Nếu được, bạn hãy huy động trí tưởng tượng và sáng tạo của mọi thành viên trong gia đình để biến những đồ cũ không dùng đến như là hộp bìa cắt tông, những ấm trà, chiếc cốc, ly thủy tinh thành những chiếc lọ cắm hoa, những chiếc hộp đựng đồ mới. Như thế, vừa tiết kiệm lại vừa tạo được sự mới mẻ và độc đáo. 2. Lên kế hoạch mua sắm. Tết tuy chỉ có vài ngày thôi, nhưng sẽ có rất nhiều khoản phải mua sắm như là thực phẩm, quần áo hay những đồ dùng trong gia đình. Nếu không lên kế hoạch chi tiết và hợp lý, bạn sẽ rất dễ bị vung tay quá tráng trước những món đồ trông có vẻ hay hay, mới lạ nhưng thực chất lại không hề cần thiết. Cách đơn giản nhất, hãy chuẩn bị một cuốn sổ và vạch ra những thứ cần mua, kèm theo mức giá ước chừng, số lượng, tính tổng số tiền bạn cần phải bỏ ra và so sánh với hạn mức chi tiêu. Nếu số tiền vượt quá khả năng chi trả của gia đình, hãy cân nhắc loại bỏ một số vật phẩm chưa cần thiết cho dịp Tết này nhé. 3. Bạn cũng có thể tham khảo thêm ý kiến của các thành viên trong gia đình về kế hoạch chi tiêu này để đảm bảo mua những sản phẩm thiết yếu cho cả nhà. 3. Không mang quá nhiều tiền khi mua sắm. Khi đi mua sắm cho dịp Tết, bạn chỉ nên mang một số tiền vừa đủ với nhu cầu của mình, tránh mang quá nhiều tiền, bởi khi trong một phút yếu lòng, bạn có thể sẽ sẵn sàng phóng tay quá đà cho những món hàng không nằm trong kế hoạch. Ngoài ra, bạn nên mua sắm dần dần thành nhiều đợt, không nhất thiết chỉ mua sắm một hai lần ồ ạt để tránh việc chóng mặt khi nhìn các hóa đơn cần thanh toán. Mặt khác, mua rải rác còn giúp bạn tìm kiếm được những thực phẩm chất lượng và thiết thực với mức giá hợp lý nhất. 4. Mua sắm Tết từ sớm. Theo quy luật thị trường, vào dịp Tết, khi sức mua tăng lên cũng là lúc giá các mặt hàng tăng chóng mặt. Bởi thế, để tiết kiệm, bạn nên hãy bắt đầu mua sắm dần những sản phẩm bạn có thể mua sớm, phòng trừ tăng giá như là mứt, bánh kẹo, rượu bia, trà. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý xem hàng sử dụng của sản phẩm để đảm bảo hàng hóa vẫn có chất lượng tốt nhất nhé. 5. Săn hàng khuyến mãi. Nhằm kích thích mua sắm dịp cuối năm, nhiều nhãn hàng, hệ thống siêu thị hay là các website thương mại điện tử không ngần ngại tung ra các đợt khuyến mãi lớn. Đây là cơ hội tốt cho những tín đồ mua sắm tìm được những mặt hàng ưng ý với giá hời. Bạn có thể cập nhật thông tin khuyến mãi bằng việc lướt web, tra Google hay gọi điện trực tiếp qua số hotline của các cửa hàng. Tuy nhiên, bạn cần đặc biệt lưu ý khi mua hàng khuyến mãi, đó là kiểm tra thật kỹ sản phẩm, chất lượng cũng như giá cả trước khi mua, tránh mua hớ hàng lỗi, hàng hết hạn sử dụng. 6. Tự làm những thứ có thể. Ngày nay, các thực phẩm cần thiết cho ngày Tết như là chả lụa, bánh tét, mứt, củ kiệu, dưa hành hay các dịch vụ dọn dẹp trang trí nhà cửa đều có thể thuê người hoặc đã làm sẵn, chỉ cần một cuộc gọi. Thế nhưng, đồng nghĩa với việc đó, chi phí phải bỏ ra cho các dịch vụ này không hề nhỏ, trong khi bạn hoàn toàn có thể tự mình chuẩn bị nếu có thời gian. Những công thức nấu ăn và những mẹo dọn dẹp, trang trí nhà cửa đều có rất nhiều trên mạng. Bạn không quá bận rộn, hãy cùng các thành viên trong gia đình mình tự tay làm, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa tiết kiệm một khoản kha khá, lại còn giúp gia đình có nhiều thời gian bên nhau hơn. 7. Tặng quà tinh tế nhưng vẫn tiết kiệm. Tặng quà Tết là một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của nước ta. Đó là dịp để bày tỏ sự quan tâm, lòng tri ân tới những người bạn yêu quý, trân trọng. Xong, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng sao cho phù hợp với khả năng tài chính của mình. Hãy chọn mua những món quà Tết sao cho ý nghĩa, hợp lý nhưng cũng không quá tốn kém để tiết kiệm chi tiêu cho ngày Tết. Điều quan trọng nhất là nó phải thể hiện được tình cảm, thái độ trân trọng của bạn đối với người được nhận quà. Đôi khi, chính những món quà bạn tự tay làm, những món ăn ngon bạn tự tay chế biến cũng sẽ là những món quà Tết rất ý nghĩa và khiến người nhận vô cùng cảm kích. Mỗi gia đình đều có một định mức chi tiêu dịp Tết khác nhau. Tuy nhiên, với những mẹo trên, chắc chắn sẽ giúp các bà nội trợ có thể mua sắm một cách hợp lý, không phung phí mà vẫn đủ những vật phẩm thiết yếu cho cả gia đình dịp Tết. Nếu thấy video này bổ ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Bách Hóa Xanh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đặt online giao hàng tận nhà đúng giờ. Giảm 50% phí giao khi mua từ 300.000 đồng. Đổi trả sản phẩm trong vòng 48 giờ. Đặt mua online ngay tại Bách Hóa Xanh. Chọn Bách Hóa Xanh, mua nhanh, mua dễ.